Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thành Đánh Giày. Và hôm nay thì mình sẽ có một cái video mà dành cho những bạn nào muốn livestream bằng OBS. Thì rất là nhiều bạn đã có thắc mắc đó là tại sao cái màn hình của các bạn, mặc dù các bạn đã add hết các cái cửa sổ này, mà nó vẫn bị màn hình đen. Đấy, đấy của mình thì không bị. Của mình thì từ rất lâu rồi nó không bị làm sao cả. Chắc là mình cài đầy đủ các cái thư viện, với cả mình cũng đã cũng có một lần phải khắc phục mỗi màn đen rồi. Hôm nay thì mình sẽ chỉ lại cho các bạn. Ok, rồi đầu tiên ấy thì các bạn sẽ ghé qua cái video này một chút này, các bạn có thể xem lại cái video này của mình lại một chút. Thì các bạn để ý là các bạn sẽ cài đầy đủ cho mình các cái thư viện. Đây có một cái file fce, thì các bạn có thể tải cái file này và cài đặt đầy đủ các thư viện cho mình. Đấy, nhiều khi là thiếu thư viện là nó cũng ảnh hưởng nhá. Rồi, rồi sau khi cài trong thư viện thì các bạn có thể là áp dụng những cái cách như thế này. Mình sẽ chỉ cho các bạn vài cách trên cái trang này rất là hay. Ok, mình sẽ thực hành luôn. Cái cách này nó gọi là cách chạy OBS ở chế độ tương thích này. Thì các bạn có thể là làm như thế này. Đây, tắt đi nhá. Các bạn vào đây, chọn các bạn chọn compatibility này. Các bạn chọn là run mode, tức là mode các bạn có thể chọn là Windows 7. Và các bạn sẽ chọn là run administrator. Đấy, nó sẽ lấy quyền quản trị và nó chặn. Và sau đó các bạn nhấn apply. Như vậy chúng ta đã được cái cách thứ nhất. Cách này mình thấy khá là hiệu quả đấy. Các bạn thử luôn nhé. Ok, cách này hiệu quả rồi. Mình sẽ không apply tại vì mình các thứ của mình nó vẫn đang ổn nhá. Cancel đi. Ok. Cách thứ hai trên này nó giới thiệu đó là chúng ta sẽ kích hoạt chế độ OpenGL. OpenGL thực ra là một cái thư viện đồ họa thôi. Nó giống kiểu DirectX. Đấy, OpenGL, DirectX hoặc là Vulkan gì đấy. Đó là thư viện đồ họa thôi. Thì các bạn muốn kích hoạt OpenGL này thì các bạn sẽ vào đây, vào OBS nhé. Các bạn sẽ chọn là setting, các bạn sẽ chọn là advanced. Ở đây các bạn có thể chọn là đây cái thư viện đồ họa này thì các bạn sẽ chọn là DirectX, OpenGL nếu như các bạn có nhé. Mình gọi chọn OpenGL. Của mình không có OpenGL, mình DirectX 3D 11 là vẫn ok rồi. Đấy. Rồi. Một cách nữa. Các bạn có thể thử tất cả các thư viện đồ họa nếu mà nó cho sẵn, các bạn có thể thử tất cả nhé. Ok. Rồi. Đây, cách thứ ba đó là sửa lỗi card màn hình NVDA. Thì thực chất là mình không có card màn hình NVDA ở đây. Thì mình sẽ sử dụng cái hình ảnh này mình mô tả lại cho các bạn. Thì các bạn, đầu tiên các bạn sẽ chuột phải ra màn hình này. Các bạn sẽ nhấy được cái NVDA control panel này. Nếu mà bạn nào chưa có ấy, thì các bạn phải tải nhé. Trên trang chủ NVDA nó có sẵn các cái driver thì các bạn sẽ tải cái driver về. Bạn nào dùng card của NVDA nhá. Rồi, tiếp theo. Chết rồi, trang này nó bị thiếu mất hướng dẫn rồi. Mình sẽ đây cho bạn xem. Nó bị thiếu mất một đoạn hướng dẫn rồi. Khắc phục màn hình đen. Thực ra các bạn cứ search trên YouTube là Google là xong ra hết đấy mà. Trang này nó đầy đủ hơn này. Mình xem trực quan đây, mình sẽ để link cho các bạn. Đây nhá. Sau khi mở NVDA Control Panel đúng không? Thì các bạn sẽ chọn cái mục là Manage Body Setting này. Các bạn chọn vào Program Setting. Các bạn chọn Add, đấy là cái trình tự mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đấy. Ngày trước mình có dùng NVDA thì mình cũng đã thử rồi. Đấy. Cái này rất là tốt khi mà các bạn nó sẽ các bạn muốn chạy một cái gì đó bằng card đồ họa mặc định ấy,
ví dụ bạn nào dùng laptop ấy thì các bạn có thể dùng cái này chạy luôn ứng dụng của bạn bằng các đồ họa đấy. Các bước thứ ba các bạn chọn browse đấy, browse. Bước thứ 4 thì nó sẽ tìm thư mục và các bạn phải mở, lưu ý là các bạn sẽ phải mở bản, có hai bản, bản 3 bit và bản 64 bit. Thì các bạn nào dùng Win 64 bạn chọn 64 bit, bạn nào dùng 32 các bạn chọn 32. Hầu như bây giờ chúng ta sẽ có Win 64 rồi nên các bạn sẽ chọn Win 64 nhé. Đấy. Các bạn nhấn Open và các bạn chọn là đây. Tức là đây nó sẽ chạy mặc định bằng các đồ họa đây. Đấy, process. Ok. Và chúng ta đã thành công đối với card của NVIDIA. Còn đối với card của AMD thì sao? AMD thì mình hiện giờ đang dùng đây. Mình sẽ cho bạn xem luôn, nó tương tự nó chẳng khác gì. Chúng ta sẽ chọn S. Chúng ta chọn Browse. Và chúng ta sẽ chọn đến cái nơi mà chúng ta đã OBS dùng. OBS ở đâu? OBS ở đây. Các bạn sẽ chọn đài 64 bit này. Các bạn Ctrl C này. Dễ rồi. Dễ. Easy game. Nó không nhận nhỉ? Rồi, ok rồi, bạn nhận. Các bạn chọn tích vào đây. Open. Thế là xong. Nó sẽ thêm, nó sẽ add thêm cái OBS vào đây. Bản 32 bit chỗ mình làm. Ok. Cho các bạn xem bản 32 bit của nó nhé. Ở đây có mỗi bản 64 bit thôi. Như vậy là bây giờ mặc định nó là 64 bit rồi. Có 32 bit nữa. Có vẻ là như vậy. Ok, cái vấn đề này không sao thì bây giờ hầu như các máy tính chúng ta đều cài phiên bản 64 bit rồi. 32 bit thì 32 bit thì các bạn muốn livestream hơi khó vì 32 bit chỉ hỗ trợ đúng là 4GB RAM. Và 32 bit thì chắc là cổ lỗ sĩ lắm rồi. Ok. Như vậy là đấy là những cái cách mà mình đã chỉ cho các bạn để khắc phục cái lỗi màn hình xanh. Thì ngày xưa mình cũng đã bị ở trên cái laptop của mình và mình cũng đã thử rồi. Và cũng ok và cũng đã được. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của mình nha. Bye bye.